Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Tư, 14 tháng 7, 2021. Để tiếp nối câu trả lời, làm sao để chỉ huy trong phần 12 của buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Sau khi nói về các vị chỉ huy như Trương Quang Ân, Nguyễn Khoa Nam, Ngô Quang Trưởng, Phạm Huy Phong. Trong phần 13 buổi phỏng vấn đặc biệt do Phan Lê Dũng thực hiện hôm nay, Minh Thúy mời quý vị theo dõi nhà văn Phan Nhật Nam nói rộng ra thêm về người lính Việt Nam Cộng Hòa và những động lực chính khiến cho họ không nề hà gian khổ để chiến đấu. Còn bây giờ đến lính, anh cứ tưởng tượng, tôi đừng nói đến sư đội nhảy dù là đơn vị tôi hoặc thì cũng lục chiến là đơn vị tổng trưng bị. Tôi nói một cái đơn vị mà ít ai nói đến, đó là sư đoàn một bộ binh ở Huế. Cái sư đoàn này là chính là tạo nên tất cả những cái vinh quang cho trung tướng Ngô Quang Trưởng. Vì khi ông đến làm tư lệnh sư đoàn năm 1966, ông mới trung tá thôi, mà ông lên trung tướng rất là mọc. Tại vì sao? Tại vì khóa tôi, khóa 18 Đà Lạt có gửi ra đến sư đoàn một bộ binh ở với 15 sĩ quan. Thì trong 15 sĩ quan đó đều lên trung tá tiểu đồng trưởng trong những năm 72 hết. Và hậu quả là gì? Là 13 chết hết. 13 trên 15 chết hết, chết trận. Có hai ông sống sót. Tại vì sao? Tại vì một ông được đi làm cụm trưởng của Giao Linh, đó là anh Tinh A Nhi. Anh rất giỏi, anh là trúc thân thiếu sinh quân. Và cái trụ Giao Linh là cái cuộc mà cùng hơn một cái tiền đồn ở Khe Sanh nữa, vì nó bị bốn bề và vây bởi cộng sản ở bên Bắc Việt, ở phía sông Bình Hải tràn qua vây cấp sư đoàn. Và có một ông là bị bắt ở trận Hạ Lào, đó là ông Trần Ngọc Huế mà hiện tại đang ở DC, và bị bắt từ ngày bị bắt ở Sebol năm 1971, mãi đến mười mấy năm sau 1975 mới được thả ra. Đó là sĩ quan. Còn tại sao với người lính người ta chiến đấu như vậy? Vì đó là những người lính miền Trung 100%. Đó là lính của Quảng Trị, đó là lính người Thừa Thiên. Và những người lính đó, người ta biết người ta chiến đấu vì ai? Chiến đấu vì chính đất của người ta, tranh gia cho gia đình người ta. Bởi vậy vì ngày xưa ở trong đơn vị nhảy dù, phần đông là người Bắc. Vì ở ngoài Bắc đưa vô tiểu đồng 3, tiểu đồng 5, còn ở Trung Nam là tiểu đồng 6 và tiểu đồng 1. Nhưng sau này thì hầu như là toàn là lính người Trung. Tại không phải lính người Trung người ta ham đánh giặc, không phải lính người Trung người ta ham chiến tranh, nhưng lính người Trung vì người ta biết đây là cái trận chiến bảo vệ vợ người ta, con người ta, đất người ta. Cho nên là cái sự chiến đấu mà tôi đừng nói đến nhảy dù chủ lục chiến là những cái đơn vị và tôi quen biết nhiều, tôi chỉ nói đến qua sư đoàn một bộ binh. Anh thì trở lại câu hỏi của anh Dung, anh muốn chỉ huy lính phải chăng? Anh biết thương lính đó, cho nên đến giờ này, đến cái ngày mới tháng 12 vừa rồi, ông Nguyễn Văn Phán tiểu trưởng tiểu 8 thì cũng lục chiến chết, thì lính người ta vẫn gọi anh đại tức là anh đại ca, cho người ta ý gọi cái thiếu tá Phán ở trung tá Phán, người ta gọi anh đại, người ta gọi anh đại cho đến cái giờ phút cuối cùng. Thành tựu tôi lấy những cái trường hợp như vậy thì để tôi trả lời anh, muốn chỉ huy lính thì sao? Biết thương lính. Vì thưa với anh Dũng và thưa quý vị, tôi đâu phải là con nhà cháu giống, tôi đâu phải là quan quyền thiếu úy mà ra trường thì chỉ đi sau hai ông lính. Vì như là tôi đã nói trong cái phần đầu, khi tôi về tiểu đồng 7 Biên Hòa thì tôi là cấp thiếu úy độc nhất. Ở đó sau đó người ta mấy cấp chủ úy khác có 8, có 9 mới lên thiếu úy. Còn một thiếu úy thâm niên thực thụ thì ở trong cấp vực nó có thiếu úy giả định, thiếu úy tạm thời, thiếu úy thực thụ. Thì tôi chỉ là anh thiếu úy thực thụ độc nhất của tiểu đồng 7 nhảy dù trong năm 1963. Thì tôi làm cái việc gì? Là đi đầu tiểu đoàn. Và khi đi rút lui thì đi cuối tiểu đoàn. Mà đi đầu tiểu đoàn thì là đi đầu của cái đại đội đi. Trung đội đi đầu, mà trung đội đi đầu là đi sau hai ông khinh binh, là tôi là khinh binh thứ ba, thế đâu có khác gì mà
anh lính chỉ khác cái ba lô tôi nó nhẹ hơn vì có cái anh binh Nhật thiêng anh mang theo. Thế thôi, anh thử thưa với, rồi trở lại chuyện. Tôi có phải là người chỉ huy tự phát không? Chắc là không. Vì tôi thua các ông Lê Văn Mễ, thua ông Nguyễn Lô, thua ông Trần Ngọc Huế, thua rất xa, thua với ông Nguyễn Văn Úc, đại đội trưởng ở bên Việt Đồng Quân, người đứng chót của khóa tôi, sinh ngày trên năm 44. 23 tháng 11, 63 là thiếu úy, 1 tháng 1, 65, đại úy. Đại úy thực thụ chỉ huy tiểu đồng phó Việt Đồng Quân, và đến năm sau, cuối năm 65, 66 thì mất. Thành tự thưa về, tôi không phải là một chỉ huy loại tự phách, thua rất xa với các bạn tôi ở trong tất cả các binh chủng. Nhưng mà được một cái, tôi biết thương lính, thương đó là vì thương cái bản thân mình, cứ soi từ mình mà ra. Thành thử tôi ăn, đến bữa ăn thì tôi cứ nói cho tôi ở trong cái dĩa vuông một nửa bao gạo sấy, mấy miếng thịt mỡ, cái ớt là thôi, chứ cũng chả cần phải dọn cơm dọn nước nữa, người ta đã quá cực rồi. Rồi ngủ thì ngủ chung với các anh em ở trong tổ chỉ huy trên cái đông dương. Vậy như vậy thì trở lại cái yếu tố mà cộng sản họ hay nói đến, tức là yếu tố yêu nước và tranh đấu cho nước, hoặc là tranh đấu để thống nhất, hoặc là tranh đấu để cái gì đó. Thì theo như anh những cái chuyện anh kể về người lính của anh hoàn toàn khác hẳn. Họ lo lắng về những cái chuyện thực tiễn, chẳng hạn như người lính đào ngũ thì nghĩ về gia đình, và bây giờ họ không thể làm như thế nữa là vì thế này hay vì thế khác, nhưng mà nói tóm lại toàn là những cái hiện thực ở trước mắt họ, chứ không có đấu tranh xa xôi gì như là người Bắc người ta nêu lên. Như vậy thì theo anh, cái yếu tố đó, có cái yếu tố mà thật sự người ta gọi là yếu tố để yêu nước, để mà cần chiến đấu, cái đó có đúng hay là chỉ là sự tuyên truyền? Hình như đừng nói người lính, hình như chính bản thân tôi, anh thấy tôi viết gần mười mấy cuốn sách, có cái chữ nào tôi bảo và tôi chiến đấu vì yêu nước được vậy không? Cái vấn đề đó nó coi như một sự tất nhiên. Và cũng thì nếu ở trong Nam chúng tôi không đi lính thì ai đi lính cho, và chúng tôi không chiến đấu thì ai chiến đấu cho? Mà rõ ràng cái trận chiến này là trận chiến giữ nước. Anh phải thấy mẫu thân, anh phải thấy mùa hè đỏ lửa. Tôi là người đi vô trong An Lập đầu tiên trong ngày 8 tháng 6 1972, đi theo tướng 6 nhảy dù vào. Thì vào ở trong đó ông Tướng Hưng nghe ông Tướng Lượng, lúc đó ông Lượng mới đại tá rồi, ông Tướng Hưng cũng mới đại tá rồi, chưa lên trung tướng vì ông Thiệu chưa vào gắn lon. Thì tất cả cũng ở dưới cái hầm với một cái áo t-shirt thành thứ. Mà hình như các vị tướng đó không chả bao giờ tuyên bố là yêu nước bảo vệ tổ quốc. Mà chính chúng tôi cũng vậy, trong sách của chúng tôi hoàn toàn có. Thì làm sao người lính chúng tôi nói? Nhưng quả tình đó là những người bảo vệ tổ quốc thực. Và thấy một điều, sau 30 tháng 4 75, tại sao không phải một miền Nam mà cả miền Bắc cũng vượt biên đó, vượt biên qua ngã Hồng Kông, chịu đựng tất cả những cái sự thống khổ, bị hải tặc, bị cướp bóc, bị giày xéo, bị kinh mạc, bị giết? Tại vì sao vậy? Tại vì người lính Việt Nam, tôi được dùng chữ Việt Nam nói chung, không còn nữa, chính là người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử trong ngày 30 tháng 4 75. Một quốc gia không còn lính để bảo vệ. Đấy, một điều tố đó rất nói rằng, đây chúng tôi không nói chuyện Cộng Hòa hay Cộng sản sau 30 tháng 4 75 nữa, mà tại sao cả một dân tộc Việt Nam đều bị kinh biệt, bị bất hại, bị giết bỏ ở trại tị nạn. Nó qua như là một loại thú vật vậy. Ở cái đảo Công Kra, ở bên Mã Lai, là người như là con thú, nửa đêm phải chạy trốn lên đỉnh núi thì không, nó bị hiếp. Mà hiếp không phải một lần, 13 tuổi bị hiếp đến mười mấy lần như vậy. Thì thưa về anh Dũng, thì thưa quý vị, tại vì sao vậy? Tại vì dân tộc Việt Nam không còn người lính bảo vệ, không còn người lính Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ nữa, cho nên dân tộc Việt Nam mới đi đến cái sự thảm hại như vậy. Thành thử chúng tôi chưa hề, và cũng không hề, và cũng bao giờ nói như tiếng chúng tôi phụng sự tổ quốc rồi bảo vệ rồi nước. Nhưng mà chúng tôi là chung với cả những người lính đã làm công việc đó mà không nói nên lời. Cho nên cho đến giờ này 46 năm 30 tháng 4 75, mỗi lần viết tôi đều lấy một cái tay, tôi không phải nhà văn, tôi không phải là văn nhân nghệ sĩ,
tôi không phải là phóng viên trên trường. Trước sau như một, tôi chỉ là người lính. Vâng, người lính nói chung. Và nếu muốn rõ hơn, người lính Việt Nam Cộng Hòa, của miền Nam Đất Việt. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 14, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Cái đó là anh nói về quan niệm giữa anh và lính, còn giữa anh và thượng cấp thì sao? Có lần anh đã nói là lệnh của tướng như là một trận hành quân, anh nói là lính sắp sửa nghe lệnh được về Sài Gòn, thì cuối cùng cái lệnh đó không phải là lệnh Sài Gòn mà là lệnh phải đi Đắc Tô thêm 10 ngày nữa. Thì anh đã miêu tả sếp của anh như là mộ dung phục, thì anh có thể nói thêm. Thế ông ta phải chịu chứ không sao? Đối với chúng tôi là đó là ông... lúc đó là ông thiếu tá, sau này ông đại tá Nguyễn Thế Nhã, hình như là khóa 4 phụ. Tại sao lại mộ dung phục? Tại vì ông rất khôn ngoan. Ông đi học Mỹ từ những cái năm trước và ông ta lên đại tá trước hơn ai hết. Và ông ta những cái năm 60, 63 bắt đầu, 60, 61, 62 bắt đầu, và ví dụ như có cái chiến thuật Eagle Fly trong binh thư của Mỹ, thì ông đã có khả năng ủng hộ Việt ra hết, và ông đi thuyết trình về đó. Ông ta rất giỏi, và ông Ngô Quang Trường đã biết, đã xin ông ta từ nhảy dù. Ông là tiểu trưởng tiểu chí của tôi, đi ra làm trung đồng trưởng ở Huế, và bà đã bị pháo kích, chết năm 1972. Tức là ông Nhã chết. Ông Nhã, Nguyễn Thế Nhã. Dạ, ông đó, chết. Theo tiểu trưởng tiểu chí nhảy dù của tôi. Tức là anh chỉ so sánh mộ dung phục về phương diện là khôn ngoan mưu lược. Ông rất là khôn ngoan mưu lược. Vì thế này, ví dụ chẳng hạn như ông Đào Văn Hùng là chiến phòng trưởng của tôi, là lương trưởng, là một ông người Bắc mà gọi là hùng già, vì ông đi từ hàng binh rồi, và ông ta luôn luôn bảo rằng tớ là cái hùng cha cha và chúng ta là gì. Nhưng mà ông nói với tôi và cái thằng nhãn này nó giỏi thật đây đấy. Thành thứ ví dụ như vì vậy, thành thứ Ngô Quang Trưởng mới xin ông đi làm trung đoàn trưởng ở Huế. Ông đã tự chạm hình như ở trên Sepol, Baston hay Birmingham gì đó đấy, trong 1972. Thành thứ, và khi mà có cái lệnh mà nó trái lệnh như thế, thì ông cũng, ông cao lắm là ông chỉ bực bội, rồi ông nói gì với ông Nguyễn Đình Bảo, lúc đó là tiểu đồng phó của tôi. Nhưng mà đến khi ra lệnh thì chúng tôi bảo là các cậu về cũng chuẩn bị đơn vị đi, vì cãi làm sao được, vì lệnh này là lệnh của thượng tổng tham mưu, vì đơn vị nhảy dù là đơn vị trừ bị và nhận lệnh từ tổng tham mưu, cho nên chứ không phải nhận lệnh từ ở cái vùng mà mình tăng phái. Thành thứ không có đặt ra vấn đề cãi lệnh đó, không có đặt ra vấn đề cãi lệnh. Và rõ ràng nhất, ngay cả tư lệnh chỉ vùng như trung tướng Ngô Quang Trưởng, ngày 20 tháng 3 năm 1975, ông về đến Sài Gòn, ông gặp ông Thiệu, ông gặp ông Khiêm, và ông bảo rằng phải giữ bộ, nếu mà lấy nhảy dù thì quân lục chiến thì sẽ hư, sẽ sụp ngay cả mùng 1, và ông ta khẩn khoản đừng có lấy nhảy dù và thì quân lục chiến đi. Nhưng mà ông đi ra đến Huế thì lại ông Thiệu lại bảo rằng đưa cái lữ đoàn 1 cuối cùng là của ông trung tá Nguyễn Văn Định, khóa 15 Đà Lạt, đi về Sài Gòn. Chính vì rút các cái lữ đoàn nhảy dù và thủy quân lục chiến vào vùng 1 và vùng 2, thì vùng 1 vùng 2 bất chiến tự nhiên thành cho cộng sản. Thế là không còn ai giữ. Ngày xưa muốn giữ được Quảng Trị, muốn tái chiếm cổ thành Quảng Trị trong ngày 14 tháng 9 1972, phải dùng đến hai lực lượng, hai sư đoàn thủy quân lục chiến và nhảy dù cùng đánh vào cổ thành. Đó là chưa kể liên đoàn biệt động quân và các lực lượng diễn địa để bảo vệ phía sau. Bây giờ năm 1975 tháng 3 năm chỉ còn đúng một lữ đoàn thủy quân lục chiến, một lữ đoàn mà ở bên kia nó đánh cắp quân đoàn, một quân đoàn là 4 sư đoàn, thì một lữ đoàn mà đánh 4 sư đoàn chính quy cộng thêm các cái lực lượng của địa phương nữa, tức là 1-6. Đó là cái tỷ lệ của ở Long Khánh. Thì làm sao mà đứng về mặt tương quan lực lượng không thể nào đánh được. Và thiếu luôn cả phi pháo. Vì sao?
năm 1972 muốn đánh cái chiến dịch Lôi Phong khai diễn ngày 25 tháng 6 72 để đánh chiếm cổ thành Quảng Trị, thì đã xếp ở trên quốc lộ 1 cả mấy cây số và bắn liên tục. Một pháo đội là 6 khẩu súng, 4 pháo đội, một tiểu đoàn là có 3 pháo đội, mà 4 tiểu đoàn thủy quân lục chiến là nhân lên mấy chục khẩu pháo. Rồi bên nhà du cũng thế, bên đó là chưa kể pháo 175 của quân đường bộ. Rồi chưa kể pháo ở ngoài hầm đội 7, tung một đại pháo bắn liên tục 24 đến 24. Thì mới đánh từ ngày 25 tháng 6 72 mà đến 14 tháng 9 mới chiếm được cái cổ thành Quảng Trị từ sông Bình Hải, từ sông Mỹ Chánh tiến lên. Chỉ đó, nếu mà tính ra thôi, cái ngoại ô Quảng Trị là cái chỗ mà ngã ba Long Hưng đến cái cổ thành đúng cái số, một cây số. Mà khi mà nhảy dù bàn giao cho thủy quân lục chiến là ngày 7 tháng 7 năm 1972, 7 tháng 7 mà đến 14 tháng 9 đánh trên một cây số mới chiếm được. Thì đến qua năm 75, một khẩu pháo chỉ có 4 viên đạn thì lấy đâu mà tác chiến bây giờ. Thành thứ không phải là trách cứ ai, không phải là trách cứ Bộ Ngoại giao Mỹ, không trách cứ của DEO Mỹ, không trách cứ Bộ Tổng thống Bộ, bây giờ trách cứ với ai. Một cái tương quan lực lượng từ có thể pháo bắn liên tục 24/24, 8 triệu đầu pháo của thủy quân lục chiến và nhảy dù, và chưa kể là pháo diệt điện 175 của quân khu 1, xong rồi nó phá pháo ra ngoài hạm đội 7 bắn vào, loại 250, 200 mấy chục ly đó. Thành thứ bây giờ đến năm 75, một khẩu pháo còn được 4 viên đạn thì đánh cái gì và giữ nước như thế nào? Thành thứ thưa với anh, bây giờ 46 năm mới đang câu chuyện đang từ vấn đề lính mà trở qua này. Thành thứ người lính nào phải chịu thôi, bỏ tay. Rồi có người lính cũng bực mình đồng da sắc, có đi nói danh tướng cỡ như Nguyễn Huệ, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Napoleon ngồi lại với nhau cũng vô phương ở trong cái tình thế của tháng 3, tháng 4 và kết thúc của 30 tháng 4 ngày 1975. Vâng, xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối mai thứ Năm 15 tháng 7 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày còn lại an vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.